Chào các bạn, hôm nay tôi lại tiếp tục chia sẻ với các bạn các bài toán dựng hình bằng thước thẳng và compa. Hôm nay chúng ta cùng đến với bài toán dựng hình dựng một đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước. Làm thế nào để chỉ dùng thước thẳng và compa mà chúng ta có thể vẽ được một đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng delta? Thì đầu tiên chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một đường tròn có tâm tại A và mở một bán kính bạn đủ để cắt cái đường thẳng delta này. Chúng ta vẽ đường tròn tâm A và đường tròn này sẽ cắt đường thẳng delta tại hai điểm là B và C. Sau khi có hai điểm B và C này, chúng ta sẽ tiếp tục dùng compa vẽ một đường tròn có tâm tại B và đi qua điểm C. Chúng ta được đường tròn màu xanh này. Tiếp theo chúng ta lại vẽ đường tròn có tâm tại C và đi qua điểm B. Chúng ta được đường tròn màu xanh thứ hai. Hai đường tròn màu xanh của chúng ta cắt nhau tại hai điểm D và E. Đường thẳng đi qua hai điểm D và E này sẽ đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng delta. Cách vẽ chúng ta vẫn đúng khi điểm A nằm trên đường thẳng delta. Khi điểm A nằm trên đường thẳng delta thì chúng ta bước đầu tiên chúng ta vẽ đường tròn có tâm tại A thì vào bán kính bất kỳ thì sẽ cắt đường thẳng delta tại hai điểm là B và C. Từ điểm B chúng ta vẽ đường tròn có tâm tại B và đi qua điểm C. Rồi chúng ta tiếp tục vẽ đường tròn có tâm tại C và đi qua điểm B. Hai đường tròn này cắt nhau tại hai điểm D và E. Chúng ta vẽ đường thẳng nối hai điểm D và E này thì đây là đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng delta. Như vậy chúng ta đã dùng thước thẳng và compa để dựng một đường thẳng vuông góc với một đường thẳng.